Vô tình hình là mấy bữa nay bận quá cho nên là không có đăng được nhiều clip hướng dẫn cho các bạn, thì bữa nay cũng tranh thủ hướng dẫn các bạn một cái link khay. Nhưng mà trước khi hướng dẫn thì mình xin nói tí đó là các bạn nào mà xem clip của mình nếu mà thấy hay thì có thể dành ít thời gian, dành mấy giây thôi, thì để mà click vào cái nút subscribe, là tiếng Việt là đăng ký ở bên dưới giúp mình. Đó cũng là một cái cách để mà các bạn ủng hộ kênh của mình và theo dõi thêm nhiều những cái clip mới mà mình sắp tới sẽ đăng lên. Bạn nào mà ủng hộ kênh mình hoặc là đã subscribe thì mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và cái link khai hôm nay nó sẽ có dạng như này. Đó. Đó. Đầu tiên chúng ta sẽ bắt đầu bằng chạc chạc lên như này. Sau đó chuyển nó qua ngón cái và ngón giữa như này. Đó, chạc lên, chuyển qua đây. Hoặc là dễ hình dung hơn thì các bạn làm như là các bạn sắp tiếp tục sonic. Nó tới sonic lên như này, nhưng mà thay vì cho nó lên trên ngón trỏ với lại ngón giữa thì cho nó đi lên nửa đường, sau đó chuyển nó qua đây. Mình sẽ làm chậm lại, nó sẽ như này. Đó, như này. Và khi mà qua đây rồi thì chúng ta sẽ nail sonic xuống, hoặc là các bạn gọi là pass T2 tới 23 cũng được. Ừ, cái đó thì tùy thôi, có bạn gọi là như này, có bạn gọi là kiểu kia, kiểu như nail sonic như mình, hoặc là gọi là pass, thì cái đó là tùy, cái đó là sở thích, thích gọi sao gọi. Đó, cái này thuộc về vấn đề chơi lâu, bạn nào mà chơi trên 1 năm thì sẽ hiểu là khi mà chúng ta làm combo hoặc là liên khay thì nó không có giống như là hồi xưa lúc mà mới tập phải viết ra cuốn tập liệt kê ra từng cái nữa, mà chúng ta quay hoàn toàn là ngẫu hứng, tức là quay dựa vào cái khả năng của tay tay mình, nó quay được những kiểu nào thì mình áp dụng nó vào combo đó, mình lấy ra mình áp dụng thôi, chứ mình không muốn biết nó tên là gì, mình không quan tâm nó tên là gì. Cho nên là sẽ có người gọi là kiểu này, có người gọi là kiểu kia, thì cái đó mà không biết thì nhiều khi đứng giữa nghe thì không có biết nghe ai đó, cho nên là mình nói luôn để các bạn có thể hiểu được cái chuyện mà tên trích nó bị khác như này, như như kiểu như vậy đó. Thì chúng ta sau khi mà lên đây và nail sonic xuống như này, chúng ta sẽ pass lên trên này đó, pass pass lên, tức là từ đây lên đây làm nhanh, nó sẽ như này đó, như này. Sau khi lên đây chúng ta sẽ đưa nó lên đây luôn, tức là nó sẽ đi như này đó. Sau khi lên đây chúng ta sẽ tiếp tục nail sonic xuống, hoặc là các bạn gọi là pass T1 tới 12 cũng được, đi như này xuống đây. Và sau khi xuống đây chúng ta sẽ thumb ra qua, thumb ra chúng ta sẽ thumb ra bằng ngón trỏ với lại ngón cái như này. Thì cái này mình nói trong một cái clip hướng dẫn của mình rồi, nhưng mà mình sẽ nói lại cho các bạn, đó là thumb ra thì cái gốc của nó chính là cái việc các bạn cho cái bút lăn của ngón cái như này. Đó, cho cú là ngón cái, còn cái mà phần lấy đà thì các bạn đẩy bằng ngón nào cũng được. Chỉ cần các bạn đẩy thôi, tức là cái dạng của thumb rail nó là đẩy và cho nó qua ngón cái, chứ không có bắt buộc là phải đẩy bằng ngón nào. Đó, thì bạn đẩy bằng ngón trỏ nó cũng là thumb rail. Đẩy bằng ngón giữa nó cũng là thumb rail, hoặc là đẩy ngón này, hoặc là hướng lên đẩy ngón út cũng là thumb rail. Kiểu vậy, thì lần này mình sẽ đẩy bằng ngón trỏ như này. Sau đó chúng ta sẽ làm một cái trick, đó là palm spin. Palm spin thì mình chưa giờ hướng dẫn trong channel của mình hình như là vậy, nên là mình sẽ để cái link hướng dẫn của tụi nước ngoài ở đây, nó sẽ có dạng như này đó, tức là cho nó quay trên lòng bàn tay như này. Cái này thì mình không có hướng dẫn kỹ ở đây, tại vì đây là clip hướng dẫn liên khay chứ mình không có hướng dẫn trick, cho nên là nếu mà các bạn muốn học thì mình sẽ làm một clip riêng về cái trick này chứ không có hướng dẫn trực tiếp chỗ này đó. Thì chúng ta sẽ làm lại từ đầu, nó sẽ đi như này, lên đây, qua đây, xuống đây, lên đây, lên đây luôn, xuống đây, thumb rail và palm spin qua chụp lại. Thì cái link khay này nó sẽ có hai kiểu, nó sẽ có hai kiểu áp dụng vào combo. Đó là kiểu thứ nhất là kiểu dành cho những bạn mà mới chơi, thì các bạn có thể dùng nó để kết combo, ví dụ như là các bạn đang quay một cái gì đó kiểu vậy, kiểu vậy. Sau đó các bạn đẩy qua đây, các bạn đưa cái link khay này vào palm spin và chụp lại kiểu vậy. Hoặc là các bạn nào chơi khá hơn thì sau cái động palm spin các bạn có thể quay tiếp được kiểu vậy, kiểu các bạn đưa nó vào một cái thế tay nào đó các bạn quay tiếp đó. Thì có hai cái kiểu áp dụng như vậy, và mình xin phép được kết thúc cái clip này ở đây.